Chính phủ của Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Alfonso Bracley từ chức nhằm sắp xếp lại bộ máy bộ trưởng trong chính phủ Argentina. Đây được coi là bước đi đầu tiên trong quá trình cải tổ của ông Mauricio Macri. Là một động thái trong cuộc cải tổ, vị trí Bộ trưởng Tài chính sẽ được tách ra làm hai phần. Một là chi nhánh kho bạc do chuyên gia kinh tế Nicolas Dujovin đảm nhiệm. Thứ hai là bộ phận tài chính do thư ký Bộ trưởng Tài chính hiện tại Luis Caputo đảm nhiệm. Theo đó, quyết định yêu cầu Bộ trưởng Tài chính nước này từ chức của Tổng thống Mauricio không xuất phát từ những bất đồng về chính sách tài chính, mà đúng hơn là do những vấn đề trong khâu điều hành, quản lý, và ông Bradgate sẽ giữ nguyên vị trí này cho đến hết tuần này. Những nỗ lực này cũng như các biện pháp cải tổ chính quyền của Tổng thống Mauricio nhằm lấp kín khoảng trống thâm hụt tài chính, song đồng thời chính phủ cũng đang từng bước thực hiện những biện pháp nhằm làm giảm tình trạng suy thoái kinh tế. Bradley chính là nhân tố thúc đẩy các chính sách tiền tệ và thực hiện đàm phán các thỏa thuận với chủ nợ về khoản nợ mà chính phủ Argentina bị vỡ nợ vào năm 2002. Đó là hai trong số những thành tựu mà chính quyền ông Mauricio đạt được sau khi ông lên nắm chính quyền vào tháng 12 năm trước. Bên cạnh đó, ông Caputo với tư cách là thư ký cho Bộ trưởng Tài chính cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đàm phán với chủ nợ và những lợi nhuận mà Argentina thu được về thị trường quốc tế lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Bước thay đổi cơ cấu chính quyền lần này hy vọng sẽ đem lại những chuyển biến tích cực cho tình trạng khủng hoảng nợ hiện nay của Argentina.